khổ đau bệnh trầm trọng. Rồi Tôn giả Maha Kassapa sau một thời gian thoát khỏi bệnh ấy, rồi Tôn giả Maha Kassapa thoát khỏi bệnh ấy suy nghĩ như sau: ta hãy đi vào vương xá để thức thực. Lúc bấy giờ khoảng 500 thuyên nhân đang cố gắng sửa soạn để Tôn giả Maha Kassapa nhận được đồ ăn khất thực, nhưng Tôn giả Maha Kassapa gạt bỏ 500 thuyên nhân ấy. Vào buổi sáng, đắp y, cầm y bát, đi vào vương xá để khất thực, đi ngang những con đường, những con người nghèo, con đường những người ăn xin, con đường những người thợ dệt. Rồi Thế Tôn sau khi hiểu biết ý nghĩa này, ngay trong lúc ấy nói lên lời cảm hứng này: sáu, ai sống không nhờ người, không được người biết đến, sống tự mình chế ngự, an trú trên loại cây, các lậu hoặc đã đoạn, sân hận được tiêu diệt, sân hận được trừ diệt, vị ấy được ta gọi là vị Bà La Môn hết. Và cộng dân đã đọc bài xong, mến mời bằng tay của Sittina. Con kính thành lễ và ngôi tam bảo, con kính thành lễ quý sư, quý bà, quý cô tư nữ, con kính chào đạo tràng. Con xin phép được đọc bài Kinh Tiểu Bộ Y Tý Út Tát Cá, Kinh Phật Tự Thuyết, chương 1, Phẩm Bồ Đề, bài 4, bài 5. Như vậy tôi nghe, một thời Thế Tôn trú ở vương xá tại Trúc Lâm, chỗ nuôi dưỡng các con sóc. Lúc bấy giờ Tôn giả Mahakassapa trú ở hang Pippali đang bị bệnh rất khổ đau, bệnh trầm trọng. Rồi Tôn giả Mahakassapa sau một thời gian thoát khỏi bệnh ấy, rồi Tôn giả Mahakassapa thoát khỏi bệnh ấy suy nghĩ như sau: ta hãy đi vào vương xá để khất thực. Lúc bấy giờ khoảng 500 thiên nhân đang cố gắng sửa soạn để Tôn giả Mahakassapa nhận được đồ ăn khất thực, nhưng Tôn giả Mahakassapa gạt bỏ 500 thiên nhân ấy. Vào buổi sáng, đắp y, cầm y bát, đi vào vương xá để khất thực, khi ngang những con đường, những con người nghèo, con đường những người ăn xin, con đường những người thợ dệt. Rồi Thế Tôn, sau khi hiểu biết ý nghĩa này, ngay trong lúc ấy nói nên lời cảm hứng này: ai sống không nhờ người, không được người đến, sống tự mình chế ngự, an trú trên loại cây, các lậu hoặc đã tận, sân hận được trừ diệt, vị ấy được ta gọi là vị Bà La Môn. Dạ thưa con đã đọc xong, con kính tri ân quý sư và đạo tràng. Con kính mời việc kế tiếp. Sa thu lành thầy Tin An. Nam mô Phật-thaya, Nam mô Tam-maya, Nam mô Sang-khaya, kính đại lễ ba ngôi tam bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Kính đại lễ cho Đại Đức Tăng trong đạo tràng. Kính chào quý tu nữ cùng toàn thể các quý đạo hữu trong room. Con xin được đọc Kinh Tiểu Bộ Y Tý Út Tát Cá, Kinh Phật Tự Thuyết, chương 1, Phẩm Bồ Đề, bài 6. Như vậy tôi nghe, một thời Thế Tôn trú ở vương xá tại Trúc Lâm, chỗ nuôi dưỡng các con sóc. Lúc bấy giờ Tôn giả Mahakassapa trú ở trong hang Pippali đang bị bệnh rất khổ đau, bệnh trầm trọng. Rồi Tôn giả Mahakassapa sau một thời gian thoát khỏi bệnh ấy, rồi Tôn giả Mahakassapa thoát khỏi bệnh ấy suy nghĩ như sau: ta hãy đi vào vương xá để khất thực. Lúc bấy giờ khoảng 500 thiên nhân đang cố gắng sửa soạn để Tôn giả Mahakassapa nhận được đồ ăn khất thực, nhưng Tôn giả Mahakassapa gạt bỏ 500 thiên nhân ấy. Vào buổi sáng, đắp y, cầm y bát, đi vào vương xá để khất thực, đi ngang những con đường, những con người nghèo, con đường những người ăn xin, con đường những người thợ dệt.
Rồi Thế Tôn sau khi hiểu biết ý nghĩa này, ngay trong lúc ấy nói lên lời cảm hứng này. 6. Ai sống không nhờ người, không được người biết đến, sống tự mình chế ngự, an trú trên lõi cây, các lậu hoặc đã đoạn, sân hận được trừ diệt, vệ ấy được ta gọi là vị Bà La Môn. Dạ Nam Mô Phật Tha Giá, con xin xuất. Kính mời cô tu nữ Tuệ Duyên tiếp theo. Dạ, sa thu lành thay. Dạ, cảm ơn huynh. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Tha Giá. Con thành kính đảnh lễ chư tôn đức, kính lễ thượng tọa Minh Hạnh, đại đức Tự Đức, kính lễ quý tu nữ và thân chào quý thiền nam thánh nữ. Dạ, bây giờ thì em xin đọc bài kinh Tiểu Bộ. Dạ, cảm ơn huynh. Kinh Tiểu Bộ, Ý Tí Bút Tá Cá, kinh Phật tự thuyết. Chương 1, Phẩm Bồ Đề, bài 6. Như vậy tôi nghe, một thời Thế Tôn trú ở Vương Xá, tại Trúc Lâm, chỗ nuôi dưỡng các con sóc. Lúc bấy giờ, Tôn giả Mahakassapa trú ở hang Dipali, đang bị bệnh rất khổ đau, bệnh trầm trọng. Rồi Tôn giả Mahakassapa sau một thời gian thoát khỏi bệnh ấy, rồi Tôn giả Mahakassapa khỏi bệnh ấy suy nghĩ như sau: ta hãy đi vào Vương Xá để khất thực. Lúc bấy giờ khoảng 500 thiên nhân đang cố gắng sửa soạn để Tôn giả Mahakassapa nhận được đồ ăn khất thực, nhưng Tôn giả Mahakassapa gạt bỏ 500 thiên nhân ấy vào buổi sáng, đắp y, cầm y bát, đi vào Vương Xá để khất thực, đi ngang những con đường, những con người nghèo, con đường những người ăn xin, con đường những người thợ dệt. Rồi Thế Tôn sau khi hiểu biết ý nghĩa này, ngay trong lúc ấy nói lên lời cảm hứng này. 6. Ai sống không nhờ người, không được người biết đến, sống tự mình chế ngự, an trú trên lõi cây, các lậu hoặc đã đoạn, sân hận được trừ diệt, vị ấy được ta gọi là vị Bà La Môn. Dạ. Thời gian đã đọc bài xong. Dạ bây giờ dạ mời Xích Nhật Quỳnh ạ. Dạ, thủ sa thủ kính cảm ơn cô tu nữ Tệ Duyên. Dạ, cảm ơn Thích Trần Tâm, cô tu nữ Tệ Duyên, Thích Trần Đạo đã cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Nam mô Bích Tha Giá, và một lần nữa con thành kính lãnh lễ chư tôn đức. Nhật Quỳnh kính quý bà, quý cô tu nữ. Nhật Quỳnh kính chào quý anh chị em đạo hữu. Dạ, con xin được phong bài tiểu bộ kinh đó. Kinh Tiểu Bộ. Dạ, cảm ơn Vinh Quốc Thành đã cho bài học. Itivuttaka, Kinh Phật Tự Thuyết, chương 1, Phẩm Bồ Đề, bài 6 La Mã. Như vậy ta nghe, một thời Thế Tôn trú ở Vương Xá tại Trúc Lâm, chỗ nuôi dưỡng con sóc. Lúc bấy giờ Tôn giả Mahakassapa trú ở hang Bipali đang bị bệnh rất khổ đau, bệnh trầm trọng. Rồi Tôn giả Mahakassapa sau một thời gian thoát khỏi bệnh ấy, rồi Tôn giả Mahakassapa thoát khỏi bệnh ấy suy nghĩ như sau: ta hãy đi vào Vương Xá để khất thực. Lúc bấy giờ khoảng 500 thiên nhân đang cố gắng sửa soạn để Tôn giả Mahakassapa
nhận được đồ ăn khất thực. Nhưng tôn giả Mahakassapa gạt bỏ 500 thiên nhân ấy, vào buổi sáng đắp y, cầm y bát đi vào vương xá để khất thực, đi ngang những con đường. Những người nghèo, những con đường người nghèo, những con đường người ăn xin, những con đường người thợ dệt. Rồi Thế Tôn sau khi hiểu biết ý nghĩa này, ngay trong lúc ấy nói lên lời cảm hứng này: ai sống không nhờ người, không được người biết đến, sống tự mình chế ngự, ăn trú trên loại cây, các lậu hoặc đã đoạn, sân hận được trừ diệt, vị ấy được ta gọi là vị Bà La Môn. Nam Mô Bụt Thầy Giá. Dạ, bản chân văn đến đây đã chấm hết. Dạ, con thành kính đảnh lễ tri ân chư tôn đức Nhật Bình, kính cảm ơn đạo tràng. Dạ, đồng hồ con thì còn 4 phút nữa mà con chưa thấy thượng tọa Pháp Tân online rồi. Dạ, cảm ơn Đảng Đồng. Dạ, Nhật Bình kính cảm ơn cô tu nữ Tề Duyên Minh Quát Tha Ná, Thi Na Cẩm Vân và Sịp Trần Đạo, Sịp Trần Đông đã hoan hỷ lên ôn bài. Dạ, nếu sư online rồi, Nhật Bình xin phép cầm bích chút xíu để chào sư vào thì thỉnh Pháp Sư luôn. Thì Nhật Bình gọi, đúng rồi, sư online rồi. Dạ, chắc Trần Đông để nhạc chút xíu đi, để chờ sư vào rồi mình thỉnh Pháp Sư ha. Idam ko pana bhikkhave dukkham ariya saccham jati pi dukkha jara dukkha vyadhi pi dukkho maranam pi dukkham sampayogo dukkho pihi vipayogo dukkho yam picchan na labhati tampi dukkhan sankittena panchupadana khanda dukkha idam ko panabhikkhave samudayam ariya saccham yayam tanha puno bhavika nandiraga sahanata tatra tatra siyadhidan kamatanha bhavatanha vibhavatanha idam ko panabhikkhave nirodham ariya saccham yotasayena
thanh hai ases viraga nirodho chago patini sakko mutti analayo idanko panabhikkhave. Dukkha nirodha gamini patipada hari dạ cảm ơn rạng đồng sư không có vào rung được, sư kêu Nhật Bình kéo mà Nhật Bình kéo 5 lần luôn cũng không được luôn, nên Nhật Bình tính xin mít nhờ Vinh Quá Tha Nã coi có Vinh có sức hơn Nhật Bình hay không. Thì vì chát lên hình như Vinh không thấy á, Vinh không coi trước máy nên Nhật Bình xin mít thôi. Nhưng mà Nhật Bình thấy tín hiệu rạng đồng cũng có kéo sư vào cũng không được. Mà bây giờ thì họ huynh cái cũng nhiều lần luôn vậy hả? Dạ, rồi sư tắt máy rồi. Dạ. Sư tắt rồi, chắc sư khởi động rồi. Dạ. Rồi giờ mời Đặng Đông tiếp tục nghe cầm mic cho Nhật Quỳnh nghe. Ariyo Atthangiko Maggo Seyati Dang Sammadhi Sammasankha Bích Hai giá, dạ con thành kính đảnh lễ thượng tọa Pháp Tăng Dự Quang Lâm vào đạo tràng. Dạ kính cảm ơn đạo tràng cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Chúng con ôn bài xong rồi mà con chưa có thỉnh pháp sư, bây giờ có sư vào rồi con xin phép kính mời đạo tràng cùng với Nhật Bình cùng thỉnh pháp sư trước khi đạo tràng chúng ta được thượng tọa Pháp Tăng giảng giải bài học ngày hôm nay. Dạ cho con 30 giây. Dạ, con xin phép xuống mít chút xíu ạ, cho con đưa bài lên Facebook ạ. Nam mô Bích Thai dạ. Dạ con xin sám hối với đạo tràng, máy con nó hơi trục trặc một chút. Rạng đồng cho Nhật Bình biết được tín hiệu. Nhật Bình kính mời quý vị cùng với Nhật Bình lắng tâm thanh tịnh cung thỉnh pháp sư trước khi đạo tràng chúng ta được thượng tọa Pháp Tăng giảng dạy bài học ngày hôm nay là kinh Tiểu Bộ Phẩm Bồ Đề bài 7 La Mã và 8 La Mã. Nam mô Bích Thai dạ. Nam mô Tham Ma Dạ, Nam mô Sang Kha Dạ,
Nam mô ta sa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Nam mô ta sa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Nam mô ta sa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Phạm Thiên vẫn ngậm ngùi khẩn khoản, Phật nhận lời nhưng chẳng dị hơi. Quyết lòng mở đạo dạy đời, nhắm vườn lộc cha ngài dời chân sang. Thuyết pháp đổ các hàng đệ tử, qua năm thầy trinh dự pháp từ. Đó nhà nhóm kiều trận như, được nệm hương vị hữu dư niết bàn. Rồi từ đó mở mang giáo pháp 45 hạ giác vẹn toàn. Một lòng chăn thối không mòn, những điều lợi ích hằng còn lâu năm. Cà tam giới thừa ăn phổ cập, đám mưa lành rưỡi khắp thế gian. Bởi nhân cơ tính rõ ràng, thỉnh ngài thuyết pháp nói đàn tự bi. Chúng sanh ngồi khẩm chốn ni, tôi mê cầu được trí trí vẹn toàn. Nam mô Bụt Tha Giá. Trước khi con thỉnh thượng tọa pháp tăng giảng giải bài học ngày hôm nay, và con xin phép được đọc phần chánh văn. Và cảm ơn Minh Bạch Tha đã cho bài học. Kinh Tiểu Bộ Iti Vút Tát Cá, Kinh Phật Tự Thuyết, chương 1, phẩm Bồ Đề, bài 7 La Mã. Như vậy tôi nghe, một thời Thế Tôn trú ở Ba Tá Lý tại A Chá Ca La Bá Cá, chỗ ở của Dạ So A Chá Ca La Bá. Lúc bấy giờ Thế Tôn đang ngồi ngoài trời trong đêm tối đen và trời mưa từng hột xuống. Rồi Dạ So A Chá Ca La Bá Cá muốn làm cho Thế Tôn sợ hãi, hoảng sợ, lông tóc dựng ngược, đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, ba lần nổi lên gần Thế Tôn, tiếng gào thét của mình là Akulo Bakulo. Này Sa Môn, có con quỷ cho ông. Thế Tôn sau khi hiểu biết ý nghĩa này, ngay trong lúc ấy nói lên lời cảm hứng này. 7. Khi nào Bà La Môn đối với pháp của mình đã đạt được bờ kia, vị ấy vượt qua được ác quỷ yêu ma này. 8. La Mã. Như vậy ta nghe, một thời Thế Tôn trú ở Sao Quách Thí tại Chê Ta Quán Ná, khu vườn ông Anna Tha Phin Đi Cá. Lúc bấy giờ Tôn giả Sanh Giá Ma Chí đã đi đến Sao Quách Thí để ý kiến Thế Tôn, người vợ trước kia của Tôn giả Sanh Giá Ma Chí. Nghe được tin Tôn giả Sanh Giá Ma Chí đã đến Sao Quách Thí, nàng liền dắt con đi đến Chê Ta Quán Ná. Lúc bấy giờ Tôn giả Sanh Giá Ma Chí đang ngồi dưới gốc cây để nghỉ ban ngày. Rồi người vợ trước đây của Tôn giả Sanh Giá Ma Chí đi đến Tôn giả Sanh Giá Ma Chí. Sau khi đến nói lên với Tôn giả Sanh Giá Ma Chí: Này Sa Môn, hãy nuôi dưỡng tôi và đứa con nhỏ. Khi nghe nói vậy, Tôn giả Sanh Giá Ma Chí giữ im lặng. Lần thứ hai, người vợ trước kia của Tôn giả Sanh Giá Ma Chí nói với Tôn giả Sanh Giá Ma Chí: Này Sa Môn, hãy nuôi dưỡng tôi và đứa con nhỏ. Lần thứ hai, Tôn giả Sanh Giá Ma Chí giữ im lặng. Lần thứ ba, người vợ trước kia của Tôn giả Sanh Giá Ma Chí nói với Thế Tôn Sanh Giá Ma Chí: Này Sa Môn, hãy nuôi dưỡng tôi và đứa con nhỏ.
Lần thứ ba, tôn giả Sanyama chỉ giữ im lặng. Rồi người vợ trước kia của tôn giả Sanyama chỉ đặt đứa nhỏ trước mặt tôn giả Sanyama chỉ rồi bỏ đi, nói rằng: Này Sa Môn, đây là đứa con trai của Sa Môn, hãy nuôi dưỡng nó. Tôn giả Sanyama chỉ không có ngó đến đứa nhỏ ấy, cũng không nói gì. Rồi người vợ trước kia của tôn giả Sanyama chỉ sau khi đi không xa, ngó lui lại thấy tôn giả Sanyama chỉ không ngó đứa con nhỏ ấy, cũng không nói. Thấy vậy liền suy nghĩ: Sa Môn này không muốn ngó đến người con. Nàng liền trở lui lại, bồng đẩy đứa con rồi ra đi. Thế Tôn với thiên nhãn thanh tịnh siêu nhân thấy cử chỉ thô bạo như vậy của người vợ trước kia của tôn giả Sanyama chỉ. Rồi Thế Tôn sau khi hiểu biết được ý nghĩa này, ngay trong lúc ấy nói lên lời cảm hứng này: 8. Không hoan hỷ, nàng đến, không sâu muộn, nàng đi, giải thoát khỏi ái phược, là Sanyama chỉ. Ta gọi người như vậy là vị Bà La Môn. Và bản văn đến đây đã chấm hết. Con xin thay mặt đại chúng trong room thành kính đảnh lễ cung thỉnh Thượng Tọa Pháp Tăng từ bi thuyết giảng bài học ngày hôm nay. Nhật Quỳnh kính chúc đạo tràng một buổi học pháp được an vui tiến hóa. Và con kính dâng mít đến sư ạ. Dạ, Nam Mô Bụt Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sân Khai Giá. Con xin thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Kính chào Tịnh Tòa Minh Hạnh, quý cô tu nữ và thân chào quý thiện nam tín nữ. Cảm ơn quý vị cho biết đã nghe rõ. Hôm nay chúng ta học bài 7 và 8 La Mã. Trước khi giảng cái bài học hôm nay, chúng tôi cùng quý vị hướng về Tam Bảo đảnh lễ tóm tắt. Arahang Samma Sambuddho Buddhang Phakavantang Apiwademi. Nhất tâm đảnh lễ Đức Thế Tôn Bậc A-la-hán Chánh Đẳng Giác, Đấng Thiên Nhân Sư Bi Trí Vẹn Tòa. Sokato Phakavata Thammo Thammang Namasami. Nhất tâm đảnh lễ Giáo Pháp do Đức Thế Tôn khéo thuyết giảng, đạo chuyển mê khai ngộ, ly khổ đắc lạc, thiết thực hiện tiền vượt thời gian đến để chứng ngộ. Subhatibhano Phakavato Savakasanko Sankang Namasami. Nhất tâm đảnh lễ chư hiền thánh tăng, các ngài đã đắc quả thánh hoặc còn phàm là mô phạm của quần sinh, là phước điện của chư thiền và nhân loại. Nguyện cầu mong Tam Bảo gia hộ cho chư tôn đức tăng, quý cô tu nữ, quý thiện nam tín nữ luôn được sự an lạc. Nam mô Bụt Tha Giá. Kính thưa quý vị, hôm nay thì chúng ta học qua bài 7 và bài 8. Nhưng mà sự thật ra cái bài 7 La Mã thì không có cái gì, nó có cái ý nghĩa chung thôi. Bởi vì cái bài 7 ở đây đó là cái bài 7 La Mã ở đây đó là nói một cái vị dò xoa. Khi mà một vị dò xoa hỏi Đức Phật về như thế nào được gọi là một cái vị Sa Môn, Bà La Môn, thì Phật mới ngài mới nói lên là cái vị nào mà gọi là Bà La Môn thì đối với những cái pháp của mình chứng á, thì đã đạt đến bờ kia, vị ấy vượt qua được ác quỷ yêu ma này. Ở đây dịch ác quỷ yêu ma thì sự thật ra là cái sự mình hiểu ở đây đó là cái sự ràng buộc. Cái sự ràng buộc giống như là phiền não ma vậy đó. Khi mà vị ấy vượt ra khỏi những cái sự ràng buộc phiền não thì vị ấy đạt đến cái bờ bên kia, tức là chỉ cho cái bờ giải thoát. Bờ bên đây là bờ sanh tử luân hồi, bờ bên kia là bờ giải thoát, và chỉ cho một cái bậc thánh, chỉ vậy thôi. Thì do như vậy cho nên là chúng ta có cái ý nghĩa chung trong cái bài 8 mà hôm nay chúng tôi sẽ giảng cái bài 7, bài 8 luôn. Nhưng mà nói gì nó có cái ý nghĩa tương tự nhau, cho nên chúng tôi giảng rõ chi tiết về cái bài 8 này. Cái bài 8 thì nhắc đến Đức Thế Tôn khi mà ngài tại ở chùa, tại ở Chetavana. Lúc bấy giờ có một vị tôn giả tên là Sangamichi.
Thì trên đoạn đường đến Savatthi đó, thì ở trong cái đoạn bài kinh này đó, thì nói rằng cái người vợ của ngài trước đây đó, cái người vợ của ngài trước đây đó, đem cái người con lại, rồi bảo là hãy con nuôi con và vợ, nuôi bà ta và ngài luôn. Thì ngài cũng làm thinh, ngài cũng làm thinh. Thì rồi cuối cùng bỏ cái người con lại để cho ngài nuôi, thì ngài cũng làm thinh, ngài cũng không có nghĩ gì hết. Thì cái câu chuyện ở đây đó muốn nói đến đó là khi mà ngài im lặng như vậy đó, đến lần thứ ba rồi thứ tư thì ngài mới có cái phản ứng. Thì khi mà ngài nói đến cái điều đó như vậy, thì ở đây đó cái câu chuyện mà nhắc đến cái ngài tôn giả tên là Sanggama Chí này đó, thì được biết đó, tôn giả Sanggama Chí này đó, thì ngài sanh ở tại cái xứ gọi là Benares, đó là một cái địa danh. Thì khi trưởng thành đó, thì cha mẹ ngài bắt ngài phải lập gia đình, thì cái đó là theo thế thường mà. Thông thường trai lớn lên phải có vợ, gái lớn lên có chồng. Thì ngài cũng ưng theo lời của cha mẹ để mà lập gia đình. Thì quý vị biết rằng ở trong đây có nói rằng là ngài sau khi mà ngài lập gia đình rồi đó, có một đứa con, thì ngài cũng theo những cái đoàn mà những người cư sĩ đến Chetavana để mà nghe pháp đó, thì ngài cũng theo đến cái đoàn những người cư sĩ đi đến chùa Kỳ Viên để nghe pháp. Lúc bấy giờ là một cái người thiện nam, một người thiện nam thôi. Thì khi mà nghe pháp xong như vậy, thì ngài xin Đức Phật được xuất gia. Thì Phật mới bảo rằng hãy đi về mình xin cha mẹ cho phép thì ngài mới được xuất gia. Thì khi mà xin cha mẹ như vậy thì cha mẹ đồng ý, với một cái điều kiện là cứ lâu lâu về thăm nhà. Với điều kiện là khi mà lâu lâu phải về thăm cha mẹ, chứ không được đi luôn. Thì ngài cũng chấp nhận cái điều đó. Khi mà ngài đi xuất gia thì ngài được truyền các cái giới của một vị tỳ kheo. Rồi ngài mới đi vào trong rừng để ngài ẩn tu. Thì bao lâu sau đó, không bao lâu sau, thì ngài chứng quả vị A-la-hán. Thì khi chứng quả vị A-la-hán như vậy, thì ngài trở về Savatthi. Savatthi thì đó là một cái thành phố lớn nha. Cái thành phố lớn. Và cái xứ Benares này nó cũng gần đó thôi. Nó cũng gần đó. Và sau khi mà ngài đảnh lễ xong dưới cây rồi đó, thì thăm cha mẹ. Ngài cũng có dịp để về mà, để thăm cha mẹ như vậy. Thì cha mẹ một mực là yêu cầu ở ngài là phải hoàn tục đi. Ngài thì không chịu, bởi vì ngài là một A-la-hán rồi. Thì đây chúng ta hiểu là ngài là A-la-hán. Thì lúc bấy giờ đã có một cái người vợ trước đây của ngài. Bởi vì sau khi mà ngài xuất gia rồi thì ngài bỏ cái người vợ con của ngài luôn. Thì vợ đó mới đem con lại giao cho ngài. Nói những cái điều mà bắt ngài phải nhận lấy để nuôi nấng, rồi cái này cái kia, để có trách nhiệm đó, giống như là để có trách nhiệm. Thì ngài cũng vẫn làm thinh. Nếu mà nói trong cái bài kinh này thì ngài vẫn làm thinh, ngài cũng không có một cái sự động tâm như thế nào. Thì lúc bấy giờ đó thì với cái thiên nhãn, cái Phật nhãn của Đức Phật đấy, thì ngài thấy sự việc nó xảy ra như vậy, cho nên là ngài mới tán trưởng lão tên là Sanggama Chí này. Thì ở trong cái nội dung của cái, và được biết đó, là ngài Sanggama Chí này đó là em của một vị trưởng lão, cũng là một vị A-la-hán nữa, tên là Bodhisattva. Nếu chúng ta đọc ở trong kinh, chúng ta sẽ gặp những cái điều đó. Em của trưởng lão Bodhisattva.
Như vậy thì chúng tôi nhắc đến cái câu chuyện với lý do là tại sao mà ở trong cái đoạn kinh này, bài kinh này nói đến tôn giả Sangamachi này, khi mà một cái vợ của mình đem con lại thì giao thì ngài cũng vẫn lặng thinh. Tới ba lần vậy, tới lần thứ tư thì Đức Phật ngài hiểu được cái sự việc nó là như vậy, cho nên là ngài có mặt, ngài sắp tấn tôn giả. Thì ở đây đó, cái câu trong cái kệ ngôn này đó, thì chúng ta thấy cái câu kệ ngôn gọi là không quan hỷ nàng đến, không sầu muộn nàng đi, giải thoát khỏi ái phượng là Sangamachi. Ta gọi người như vậy là vị Bà La Môn. Chúng ta thấy cái câu kệ này. Thì trong cái câu kệ này đó, nó có nhiều cái ý nghĩa, nhưng mà nó có một cái ý nghĩa rất là quan trọng ở đây là thoát khỏi mọi ái phượng, giải thoát khỏi ái phượng. Thì ở đây đó thì do là ngài vượt thoát khỏi cái ái phượng, cho nên là ngài không quan hỷ khi mà cái người vợ cũ của ngài đến, và ngài cũng không sầu muộn khi cái người vợ của ngài bỏ đi. Bởi vì cái tâm của một vị hoàn toàn giải thoát thì không có vướng bận về cái chuyện đó, không có vướng bận về. Mà trước mắt á, là trước tiên đó là chúng ta nói đến cái ái. Cái ái phượt ở đây đó là chỉ cho cái sợi dây trói buộc, sợi dây trói buộc. Chữ phượt ở đây nó là giống như là cái sợi dây, sợi dây ái phượt đó là sợi dây để trói buộc từ cái ái đó. Thì cái từ ái ở đây đó nó có nhiều. Khi mà mình nói đến cái từ kamaraga đó thì chỉ cho cái dục ái, tức là sự triều mến, sự thương yêu triều mến, đắm nhiễm dục tình đó. Thì đối với một vị A-la-hán không có những điều đó. Còn ái mà chúng ta muốn nói từ tanh ha ở đây đó, tức là sự ao ước và khao khát. Và chính vì vậy cho nên nó ràng buộc, gọi là trong cái dục ái đó. Ở đây đó thì ngài không có cái sự ái nhiễm đó. Không có ái nhiễm đó. Thì trước nhất đó, là chúng ta thấy rằng khi mà mình nói cái ái á, ở đây chính là nói trong Di Diệu Pháp á, tức là ái, tức là sở hữu tham mà nó có mặt ở trong những cái tâm tham, tám tâm tham tất cả. Và như vậy thì đơn thuần nó chỉ có mặt trong những cái tâm tham mà nó không liên quan với tà kiến, thì đó là chữ sự đắm nhiễm ở trong ái dục, ở trong ngũ dục. Còn nếu mà tham mà nó liên quan với tà kiến, nó tương ứng với sở hữu tham mà nó tương ứng với bốn tâm tham tương ứng tà kiến, thì nó liên quan đến cái kiến chấp. Mà cái kiến chấp đó là nó có thể chấp thường kiến, tức là chấp có, chấp còn, và có thể là chấp không, tức là không có, vân vân. Thì tới cái kiến chấp đó, đó là cái chấp đó nó liên quan với cái tà kiến. Ở đây đó thì khi mà nói cái sợi dây ái mà được mở ra đó, thì trước nhất đó, trong kinh Đức dạy như thế này, ngài nói đối với dục đó, nó có cái vị ngọt của nó có vị ngọt của nó có cái sự nguy hiểm của nó, và nó có cái sự xuất ly. Cả ba cái khía cạnh đó, ba khía cạnh. Vị ngọt của nó là gì? Vị ngọt của dục á, là đối với một người mà đắm nhiễm ở trong ngũ dục, sắc thinh hương vị xúc. Đơn thuần thì chúng ta chỉ nói là năm cái trần cảnh vậy thôi. Nó đơn thuần là chỉ là năm cái trần cảnh. Nhưng mà khi mà tâm đắm nhiễm ở trong đó, đó thì nó khiến cho chúng sanh phải dính mắc, rồi luân hồi, rồi đau khổ từ ở các cái căn mà tiếp xúc với các cái trần cảnh. Căng tiếp xúc với các trần cảnh thì với một cái người bình thường, người phàm phu bình thường,
thì phiền não nó sẽ sanh khởi, nó sẽ dấy lên, nó sẽ dấy lên. Và do vậy đó là dẫn đến cái bao nhiêu cái khổ lụy, cái dính mắc ở trong đời sống luân hồi. Trước tiên đó là Đức Phật ngày dạy ở trong kinh đó, nó có cái vị ngọt của nó. Vị ngọt ở đây đó là khi chúng ta còn trẻ thì chúng ta có nhiều cái nhìn thấy, mà mắt thấy tai nghe nó dễ dàng. Thí dụ như bây giờ nè, mình trẻ thì tóc mình nó sẽ đen nè, rồi da của mình nó mịn màng trơn láng nè, rồi tay chân của mình nó thẳng thớm nè, nó không có dùng, hoặc là da mình không có dùng, rồi tay chân mình nó không có, lưng mình không có còm, gối mình không có mỏi, không có dùng đó. Thì đó là biểu hiện của cái người trẻ. Người trẻ thì mắt sáng, mắt sáng. Rồi mình hưởng thụ ở trong ngũ dục sắc thinh hương vị xúc á, thì mình cảm thấy nó là cái sự thỏa thích, nó có cái sở thích của nó, nó có cái sự hấp dẫn của nó, hấp dẫn của nó. Cho nên cái người mình á, sở dĩ mà mình chỉ thấy ở một khía cạnh là vị ngọt thôi, chứ mình không thấy được cái sự nguy hiểm. Trong kinh nói như vậy, tức là mình thấy được cái vị ngọt là bây giờ mình còn ở tuổi trẻ, mắt mình sáng, tay mình rõ, tay chân của mình, tay chân của mình đó là mình nhanh nhẹn, nhanh nhẩu, rồi trí nhớ của mình nó cũng minh mẫn, sống minh mẫn, rồi là lưng của mình nó cũng thẳng, da mình cũng thẳng, tất cả những cái điều đó được biểu hiện cho cái vị ngọt của ngũ dục. Cho nên là khi mà mắt mình thấy, cũng thấy, nhìn thấy sắc đẹp mình cũng thích nè, rồi mình nghe âm thanh hay mình cũng thích nè, rồi mình ngửi mùi thơm mình cũng thích nè, thì sự thật ra đó là mình chỉ thấy như vậy thôi, thấy cái vị ngọt của nó. Cho nên chính tâm của mình đắm nhiễm vô đó là mình thấy vị ngọt, thấy vị ngọt. Nhưng mà Đức Phật ngài còn dạy cho chúng ta biết rằng nó có cái sự nguy hiểm, thì không có bao giờ mà nó bền chắc. Như trong kinh nói rằng là không, các pháp phủ vi nó không có bền vững, cái thể xác của chúng ta nó cũng sẽ già nua. Quý vị còn nghe được không ạ? Dạ, cảm ơn Vatana. Rồi khi mà cái thân xác của chúng ta già nua đó, thì mắt chúng ta mờ, tay chúng ta lãng đi, tay chúng ta lãng đi, bắt đầu lưng chúng ta còng, gối chúng ta mỏng, da chúng ta nhăn nheo, rồi tóc chúng ta bạc, răng chúng ta rụng, má chúng ta cớp. Thì đó là những biểu hiện của cái sự nguy hiểm của ngũ dục. Đức Phật ngày dạy. Nhưng mà nhìn là nhiều khi mình chỉ đắm nhiễm ở trong. Trong kinh Tăng Chi thì nó đắm nhiễm trong tuổi thanh xuân, đắm nhiễm trong tuổi thanh xuân, rồi đắm nhiễm trong vô bệnh. Mình cứ nghĩ mình trẻ, mình khỏe, không bao giờ, mình chưa có già bây giờ. Cho nên là nhiều khi rồi quý vị thấy nó luống qua thời gian rất là mau. Mình nghĩ cái mình trẻ khỏe, rồi luống qua thời gian, bước sang 30 tuổi, 40 tuổi, bắt đầu bước sang tuổi trung niên, rồi bắt đầu sức khỏe chúng ta nó đâu có được như ý mình đó. Như ý mình đó, mắt chúng ta bắt đầu mờ. Giờ quý vị thấy là nhiều khi rồi mình nhìn cái gì, nhìn vô chữ rồi còn phải mang kiếng nữa, còn nhìn ba nhóm ba nhém, không có thấy được. Tai chúng ta có thể là nó bị lãng đi. Đó là những biểu hiện của cái sự nguy hiểm, nguy hiểm. Cho nên là trong kinh Tăng Chi nói rằng mình đắm nhiễm trong cái tuổi thanh xuân, cứ nghĩ là mình trẻ khỏe hoài, đâu có, không có bao giờ có chuyện đó. Rồi mình không có bệnh, chưa có bệnh thì mình quan khuyết sức khỏe, mình cứ nghĩ là mình khỏe, mình không có bệnh, chưa có bệnh hay là không có bệnh, mình cứ nghĩ như vậy. Nhưng mà bệnh nó đâu có chừa cho bất cứ một ai đâu. Cái bệnh mà nó xảy ra nó không có chừa một ai hết, trẻ hay già nó cũng như vậy. Và cuối cùng là chúng ta say đắm ở trong cuộc đời này. Cuộc đời này đó là chúng ta bị buông trôi trong, ở trong á là buông trôi bởi tham sân si, tức là buông trôi theo phiền não, buông trôi theo phiền não, tức là chúng ta cứ dính mắc trong phiền não, chúng ta bị cuốn hút trong phiền não và chúng ta chấp giữ trong phiền não.
Còn bên ngoài nhiều khi chúng ta đắm nhiễm cái này, đắm nhiễm cái kia, cờ bạc, rượu chè, đàn điếm, danh lợi, những cái đó. Cho nên là chúng ta ỷ lại rất là nhiều. Đức Phật ngày nói có cái vị ngọt và có sự nguy hiểm của nó, và có cái sự xuất ly của nó. Sự xuất ly, sự xuất ly ở đây là lấy được, thấy được cái sự nguy hiểm, cho nên là tránh xa những cái sự đắm nhiễm đó. Cho nên trong kinh nhiều khi Đức Phật dạy hoài, thầy tỳ kheo phải làm như thế này, trong khi thọ dụng các cái món vật dụng nè, sắc thinh hương vị xúc nè, mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi, lưỡi nếm gì đó, thì cần phải có cái sự chánh niệm, có cái sự thu thúc. Đó là cái cách tu của mình. Đức Phật dạy cái cách tu của mình. Như vậy thì ở đây đó, chúng ta thấy được cái sự nguy hiểm, cho nên là chúng ta phải tìm cách để xuất ly, đừng có đắm nhiễm. Đừng đắm nhiễm. Thì đó là những cái khía cạnh mà chúng ta nói đến dục. Ngày Ratthabala, ngày trước khi ngày xuất gia, thì lại ngày chúng ta cũng nhớ là ngày Ratthabala đấy, thì ngày lại trước đây thì ngày sanh vào một trong gia đình trưởng giả, cha mẹ rất giàu có, nhưng mà ngày muốn xuất gia thì cha mẹ lại cản, không cho. Cuối cùng thì ngài cũng thuận theo cái lời của cha mẹ để mà lập gia đình, nhưng mà rồi ngài cũng không để vướng bận cái chuyện đó. Sau khi mà cha mẹ qua đời rồi đó, thì ngài bán hết gia tài, gia sản để mà ngài cho người ta, ngài cho hết, cho gia sản người ta, ngài bố thí, ngài cúng dường, ngài làm hết, rồi ngài đi xuất gia, ngài đi xuất gia. Thì ngài Ratthabala trước khi ngài xuất gia thì ngài nói là quả thật trong cuộc đời này nó có những cái điều mà chúng ta cần phải suy. Cái thứ nhất là ngài nghĩ là già bệnh, mất tài sản hoặc là quyến thuộc, điều đó nó có thể xảy ra. Cuộc sống này chúng ta bị già sẽ đến, bệnh sẽ đến, rồi tài sản chúng ta sẽ mất nè, rồi là thân quyến chúng ta sẽ chia tay nè, chia ly nè. Đâu có ai mà chúng ta thương mà người đó ở gần với ta hoài đâu. Ta không chia ly thì người khác cũng chia ly, người thân mình chia ly mình thôi. Cho nên ai già cũng chết, không, mình không có giữ. Thế gian này là nó là như vậy. Thế gian là như vậy. Cái điều thứ hai mà ngài có cái suy nghĩ nữa đó là cái thế giới này đó quả thật là vô thường, đi đến hủy diệt. Thấy không? Chúng ta thấy vạn vật trên cuộc đời này đó là nó thay đổi, nó biến đổi. Chúng ta đây rồi cũng phải già, phải chết. Rồi khi chúng ta nhắm mắt lìa đời, chúng ta cũng không có đem theo được gì. Chỉ đem theo, nói theo cách khác là nói đem theo cái từ nôm na dễ hiểu là tội và phước mà thôi. Hay là nghiệp thiện và nghiệp bất thiện mà thôi. Nếu chúng ta còn luân hồi, không có đem theo được cái gì. Mà thế giới này là nó trong một cái trạng thái là hủy diệt mà. Thế gian là bị hủy diệt. Cái điều thứ ba mà ngài nghĩ đó là thế giới này nó là vô hộ, vô chủ, vô sở hữu. Mấy cái vô đó. Vô hộ là không có cái gì mà gìn giữ bảo vệ chúng ta được hết á, không có chắc được cái gì. Mạng sống của chúng ta đây cũng không chắc nè. Tâm chúng ta cũng không có chắc nè. Rồi vạn vật ở bên ngoài, nhà cửa, cây cối, hoa lá, tài sản, tất cả những cái gì bên ngoài chúng ta cũng không có cái gì mà chắc được. Chúng ta không phải là chủ của nó, để chủ của nó phải bắt buộc nó phải giữ được, nó phải theo ý của mình, mà đằng này mình đâu có theo ý của mình. Như vậy thì mình không có sở hữu được một cái gì, không có sở hữu cái gì là của mình. Đi cũng tất cả, giống như người ta nói ở đời khi đến cũng hai cái bàn tay trắng, nhưng mà khi đi đó cũng là hai cái trắng tay thôi, hai cái bàn tay trắng tay thôi, chứ không có cái gì hết. Vô sở hữu chủ là không có cái gì của mình. Và cái điều thứ tư nữa là chúng sanh á, thì thường làm nô lệ cho tham ái, và luôn luôn thường luôn luôn có cái sự khao khát, khao khát trong một trạng thái khao khát, tức là khao khát ở đây chính là do tham ái, tham trong vũ dục, tham trong ước vọng hướng đến tương lai như thế này thế nọ, rồi mong muốn như thế này thế nọ, tất cả những điều đó là do tham ái mà ra, do tham ái mà ra. Cái người mà mình nghĩ rằng cái vật mà mình có thể nương nhờ được, thì không có cái gì nương nhờ được. Quý vị biết rằng ngoài, nếu mà mình người già đó,
thì cái tài sản của mình là mình nghĩ là nó là cái chỗ nương nhờ. Sự thật ra nó cũng là cái chỗ nương nhờ một phần, nhưng mà nói trong một cái nghĩa tương đối, nhưng mà nghĩa tuyệt đối thì cũng không có gì nương nhờ. Nương nhờ bởi vì mình có tiền thì lúc bệnh đau, lúc về già thì nó cũng một phần an ủi cho mình, giúp cho mình được an ủi. Nhưng mà cái sự đau bệnh hoặc là chết chóc thì chúng ta cũng không có phải đợt có đồng tiền để rồi nó đổi lấy được đâu. Đổi lấy được. Và cuối cùng thì mình ra đi thì mình chỉ mang theo nghiệp thiện và nghiệp bất thiện mà thôi. Cho nên là không có cái gì là sở hữu của mình hết. Không có sở hữu. Vì do vậy cho nên là ngày đó Thái Bà Lá nghĩ như vậy đó, cho nên là ngày xuất gia, chỉ có ngày xuất gia. Thì bây giờ chúng ta nói cái điều để mà từ bỏ tham ái, thì trước tiên tham ái ràng buộc, thì trước tiên trong cuộc sống này đó, mình thấy cái qua cái bài kinh này, mình thấy ngài tôn giả Sanggamachi này đó, để mà ngài xuất gia thì đó một cái tấm gương, đó là một tấm gương để cho mình noi và học theo. Và khi mà thấy rằng cái đó là cái sự ràng buộc và không có cái gì là của mình á, thì rõ ràng là ngài mình bắt chước ngài đó. Nói trong cái từ nôm na dễ hiểu là gọi là bắt chước, nhưng đó là những cái bài học, đó là những bài học để mà mình noi theo, để mà mình hành theo, làm theo cái việc làm mà giống như là ngài tôn giả Sanggamachi này. Thì trước tiên đó là chúng ta phải có cái sự quyết tâm, lập tâm để mà mình kiên trì lập chí để mà mình từ bỏ cái gì. Trước tiên đó là nếu mà nói đến cái sự diễn ly thì nó có ba cái sự diễn ly. Diễn ly ở đây là gì? Diễn ly là tránh xa, từ Bali gọi là quý quê cá, có nghĩa là diễn ly. Mà diễn ly có nghĩa là tránh xa hay là từ bỏ. Tránh xa cái gì? Tránh xa cái sự tham ái, cái sự cố chấp hay cái sự gì mà chúng ta đó nghĩ đó là cái sự ràng buộc. Mà trước tiên đó là chúng ta phải tập cho mình là cái thân diễn ly cái đó. Thân diễn ly. Cho nên chúng tôi nhớ ngày xưa có học đọc ở trong kinh, nó là cái bậc thượng trí trong cuộc đời này, bậc trí tuệ trong cuộc đời này, thì người ta có những sự suy nghĩ. Đặc biệt là cái văn hóa của người Ấn Độ, họ quan niệm là khi mà họ còn tương đối là có còn nhỏ, còn trẻ, họ ráng học hành. Họ học hành những cái môn, những cái kiến thức của xã hội, kiến thức của triết học, kiến thức của toán học, kiến thức của văn học, ngôn ngữ gì đó. Họ học cho giỏi để rồi họ tạo dựng gia đình, họ có tài sản, họ tạo dựng gia đình. Nhưng mà về già đó, về lớn tuổi đó, về khi mà họ thấy rằng đến một lúc nào đó thì họ thấy rằng là mình cần phải bỏ hết tất cả để rồi mình dành cho cái đời sống tinh thần của mình. Dành cho cái đời sống tinh thần của mình. Cho nên là họ để cái tâm của họ đến đời sống nội tâm rất là nhiều. Thì theo truyền thống của người Ấn Độ thì họ vô trong rừng rồi họ đền vô những người đào Bà La Môn thì họ cúng tế thần lửa. Họ cúng tế để họ theo truyền thống của họ mà. Cho nên là họ cúng tế, họ bái sám, họ tế lễ gì đó để họ nghĩ rằng đó là cái sự giải thoát. Nhưng mà mình thấy rằng Đức Phật ngày dạy ở trong kinh đó, là một cái người mà gọi là thiện trí trong cuộc đời này, khi qua với cái thời gian như vậy, mình lập tâm của mình phải biết cái tâm của mình, cái thân của mình phải biết diễn ly. Diễn ly mà chúng tôi đã nói đó là biết tránh xa, từ bỏ. Mà tránh xa từ bỏ cái gì? Đó là tránh xa từ bỏ cái sự ràng buộc trong cuộc đời. Quý vị thấy nhớ đó, lúc mình trẻ thì mình đến những cái thành phố rộn rịp để mình tạo dựng tài sản. Rồi cái cảnh nhộn nhịp đó, mình thấy mình vui. Mình thấy nhộn nhịp, kẻ ra người vào, kẻ tới người lui. Rồi cái này nó
từ cái hình tướng âm thanh sắc tướng ở bên ngoài nó nhộn nhịp rất là hào nhoáng mà mình thấy mình thích, nhưng mà về già đó thì bắt đầu là mình thích cái chỗ nào nó yên tĩnh, thích cái chỗ nào nó yên tĩnh, nó không rộn rịp nữa. Bởi vì cho nên là những cái người mà ở phương Tây đó, người ta giàu á, thì thường thường là người ta cắt những cái nhà, cái biệt thự của họ ở những cái nơi mà nó không phải là vắng lắm, nhưng mà cái nơi mà mình nghĩ rằng giống như là mình đi qua bên Mỹ mà mình thấy rằng là họ cất nhà lên những cái sườn đồi. Thật sự ra cái chỗ nào á, mà nó dân cư ở đông á, thì điện nước đầy đủ nè, rồi internet đầy đủ nè, mà cái người mà giàu có rồi bây giờ là người ta muốn hưởng thụ đó, muốn nghỉ ngơi để hưởng thụ đó, thì người ta cất cái nhà ở trên cái sườn đồi thì điện nước phải kéo lên trên đó. Họ đầu tư cái nhà trên đó rất là nhiều tiền. Điện nước, thư từ, rồi cho đến là internet, tất cả các thứ, rồi để họ sống một cái không khí, không gian xung quanh của mình nó thoáng mát, gần cây cối, gần thiên nhiên, thì họ lại thích hơn, họ thích hơn. Thì cái người già là như vậy, cái người lớn tuổi là như vậy, họ thích một cái sự an lạc, an nhàn trong tuổi già là như vậy. Nhưng mà tuổi trẻ thì nó lại rộn rịp, nó thích cái chỗ nào huyên náo, đông đảo, rồi làm việc trong một cái môi trường như vậy, nhưng mà về già. Thì ở đây đó, Đức Phật Ngài nói là mình phải biết tập cho mình, trước tiên đó là phải biết thân diễn ly. Diễn ly tức là mình tránh xa cái sự ràng buộc. Ràng buộc cái gì? Ràng buộc về thế sự. Thế sự trong cuộc đời này. Quý vị đó, lúc mà trẻ thì mình hướng về tương lai. Hướng về tương lai. Hướng về tương lai. Mình cứ nghĩ ở trong tâm của mình, nghĩ trong đầu của mình là mình dạch ra một cái giấc mơ. Dù giấc mơ đó có hiện thực hay không, nhưng mà mình nghĩ rằng về lúc về già rồi đó, mình có của ăn, của để, có con cháu đề huề, rồi con cháu nó ngoan ngoãn, nó học giỏi ha, là rồi mình có nhà để ở, có tiền ở nhà băng để mình hạnh phúc. Mình vạch ra cho mình một cái tương lai nó rất là đẹp. Cho nên là tuổi trẻ thì mình hướng đến tương lai, nhưng mà người già thì sống là tiếc nuối về quá khứ. Chúng ta lưu ý vậy. Cho nên là mình thấy cái những người già thì người thường thường á, mình để ý mấy ông bà già đó, khi mà sống ở đâu rồi, rồi muốn về quê thăm lại quê hương anh em dòng họ, rồi sanh tâm lại nhà tổ tiên ông bà, người ta cũng muốn như vậy. Hoặc là người ta ngồi mà người ta nghĩ tưởng lúc còn trẻ đó là họ đã từng sống ở đó vậy vậy, cái ký ức của quá khứ nó gợi lại mà buộc người ta phải nhớ đến những điều đó. Cho nên người ta nói là người già thì luôn luôn hướng về quá khứ, tiếc nuối về quá khứ là như vậy. Thì ở đây, khi mà Đức Phật Ngài nói mình tránh xa sự diễn ly, thế sự ở đây, thứ nhất là danh lợi, gia đình, sự nghiệp, và lập cho một cái tâm của mình phải biết sống độc cư. Thì trước tiên đó chúng tôi nói là mình còn danh còn lợi. Ở trong kinh đó, có nói là một người mà xuất gia đó, mà mình còn danh còn lợi thì mình cũng khó xuất gia. Tôi ở địa vị như thế này mà giờ tôi biểu tôi xuất gia đó, tôi không xuất với ai, không có bạn bè gì hết, không có gia đình gì hết, hoặc là không có mối quan hệ gì xung quanh hết đó, thì rõ ràng là người ta cảm thấy buồn lắm chứ. Nhưng mà khi mà mình đã muốn xuất gia rồi đó, muốn cái tâm thân mình diễn ly, thì mình phải tránh xa danh lợi, tránh xa ràng buộc của gia đình, rồi tránh ràng buộc của sự nghiệp. Sự nghiệp, cái gì thì người ta thường thường người ta nói cái câu nghề là nghiệp. Nhiều khi người ta muốn bỏ cái nghề của người ta, nhưng mà do cái nghiệp của người ta dính là liên quan với cái nghề của người ta, cho nên cái nghề đó nó phải là như vậy. Rồi muốn từ bỏ phải từ từ mới từ bỏ được. Rồi mình muốn muốn được cái sự không trói buộc á, thì mình phải lập tâm thật mạnh, lập chí cho thật mạnh, kiên cường, rồi mình mới có thể từ bỏ được. Thì giống như là mình muốn xuất gia đó, thì trước tiên đó là mình phải tránh xa cái sự ràng buộc đó. Ví dụ ở người cư sĩ cũng vậy, hồi nhỏ, hồi lúc mình còn trẻ thì mình còn nghĩ nhiều đến con cháu, nhiều đến bạn bè, nhiều đến người này người kia. Nhưng mà đến lúc mà cái tuổi mà mình lớn tuổi rồi đó, cái tuổi mà mình gọi là tuổi xưa nay hiếm có đó, xưa nay hiếm có, nhân sanh thất thập tổ cổ lai hy đó, là hiếm có rồi đó, tức là 70 là cái tuổi hiếm rồi. Thì bây giờ đó là mình đó, lo cho chính mình,
lo cho cái nội tâm của chính mình. Bởi vì không có cái gì ở bên ngoài mà cái chỗ để mà mình nương tựa vững chắc. Mà mình muốn như vậy đó thì mình phải lập tâm cho mình là danh lợi, mình thân mình phải bỏ nè. Bỏ đi cái sự ràng buộc là thế sự, danh lợi mình cũng phải bỏ bớt nè. Mình mới có thể là đi vào một cái nữa, đi vào chuyên sâu trên nội tâm của mình nè. Cái thứ hai là cái sự ràng buộc của gia đình, mình nói cái từ gia đình nó rộng, nhưng mà trong các cái mối quan hệ đó, bây giờ là nhiều khi mình muốn lo nhiều, lo hết cho con cháu, lo con nó. Chúng ta nhớ không? Bà Quy Sa Kha mà khi mà cháu bà chết, con cháu bà chết là bà khóc. Còn cứ hả, cứ đứa con, lâu lâu có đứa con, đứa cháu, bà con đông, cháu đông. Con cháu đông như vậy cho nên hả, lâu lâu có đứa con, đứa cháu chết kia bà khóc. Phật mới thấy bà khóc hoài, Phật mới an ủi bà. Nói chẳng lẽ là hỏi này Quy Sa Kha, con cháu bà toàn bộ ở trong thành Sa Quá Thi hay sao? Nói nếu mà con cháu của bà là toàn bộ ở trong thành Sa Quá Thi, chắc lẽ là ngày nào bà cũng khóc hết, cũng khổ sở, khổ khởi gì con. Thì ở đây chúng tôi muốn mượn cái câu chuyện để nói rằng là lúc mà mình về lớn tuổi rồi đó, thì mình giống như là lực bất tòng tâm ấy, mình không còn lo được nữa, không còn lo cái chuyện mà bao đồng xa xôi nữa, mà bây giờ là mình phải hướng về cái nội tâm của chính mình. Hướng về cái nội tâm của mình. Mà trước tiên là chúng ta phải tập cho mình cái đời sống cách ly, đời sống gọi là diễn ly, tức là tránh xa như vậy. Chúng ta không có tránh xa thì chúng ta không có dứt khoát được. Như vậy thì tránh xa gọi là thân, tránh xa là danh lợi nè, gia đình nè, sự nghiệp nè. Rồi mình phải lập tâm mình sống một cái đời sống độc cư. Độc cư ở đây đó, ta đừng có nghĩ rằng mình phải đi vô trong rừng ở trong mình là độc cư. Không. Nhưng mà ở đây đó, thì quý vị hiểu độc cư là mình sống dù ở đâu đi nữa mà mình phải nghĩ rằng có cái mà chính mình có cái, mặc dù là mình ở trong phòng này, mình có cái là mình luyện cái nội tâm của mình bằng thiền định tu tập, đời sống của mình luôn luôn nương tựa cái tâm của mình, hướng cái tâm của mình đến một cái đề mục mà mình nương tựa, thì mình mới là cái gọi là hành xứ đó, hành xứ mà mình cần phải đến đó. Mình phải đến đó, mình để cái tâm mình vào đó, gắn tâm vào mình đó, để chuyên tâm vào đó. Thì trước tiên đây là mình phải tập cho cái thân của mình là biết diễn ly. Biết diễn ly, tức là sự ràng buộc một mối quan hệ. Ví dụ như quý vị biết rằng mình ở chùa vậy, nhưng mà Phật tử khách khứa rồi tới nhiều, mình cũng mệt, mình không yên mình tâm. Nói như vậy không phải là tôi sư nói quý vị khuyên quý vị mà Phật tử đừng đến, không phải. Nhưng mà mình mà bận rộn cái gì đó thì chính cái thời gian mà dành cho mình đó, nó không có nhiều. Và do vậy đó Phật dạy cho là mình dù sống gì đi nữa, một trong tám cái tiêu chí của chánh pháp đó, tám cái tiêu chí của chánh pháp đó, thì Phật nói là mình tự hỏi cái tâm của mình có thích sống độc cư hay không, hay là lúc mà người ta đến, người ta nói chuyện với mình tiếp xúc với họ, mình cảm thấy vui, nhưng mà lúc ta về thì mình buồn. Không, mình phải có cái gì của mình. Mình tập cái tâm của mình là thích sống độc cư, an tịnh như vậy, thì đó là một trong những cái ý tốt. Cái ý tốt. Mặc dù là quý vị biết rằng mình lo cái việc chùa, như bản thân của chúng tôi, lo việc chùa, chuyện này, chuyện nọ, như vậy. Hoặc là thỉnh, rồi cũng đi hoằng pháp, ví dụ vậy. Nhưng mà rồi đó thì có những lúc mà mình cần phải có cái đời sống sống cho chính mình ở nội tâm. Nó rất là quan trọng. Cái điều thứ hai mà chúng tôi muốn nói, tức là ở trong kinh nói là mình có cái sự diễn ly thứ hai nữa, đó là cái tâm mình phải biết diễn ly. Cái tâm của mình phải biết diễn ly. Ở đây chúng tôi muốn nói tức là cái tâm của mình phải lập tâm để vượt ra khỏi sự vướng mắc, khỏi phiền não, vượt ra khỏi vướng mắc, khỏi phiền não. Mà cái điều này đó là quý vị thấy rằng là nhiều khi mình ngồi có lúc nào đó rồi mình dành cái thời gian mà mình thiền định đó, mình ngồi thiền đó, thì mình phải có những cái lúc lắng lòng tĩnh tâm, lắng lòng tĩnh tâm. Chúng tôi nói điều này, mỗi người có một cái đề mục khác nhau. Có người thì đề mục hơi thở, có người thì theo đề mục tùy niệm, có người thì hành thiền quán thân, quán thọ, quán tâm, quán pháp gì đó.
thì tùy theo mỗi người có một cái đề mục để mà mình hành. Nhưng mà những cái lúc như vậy đó thì mình phải chuyên tâm để mà mình giữ cái tâm của mình không bị phóng túng phan duyên theo trần cảnh. Chúng tôi nghĩ là như vậy. Tại vì sao? Khi mà mình bắt đầu thiền cũng vậy, mình bước chân vô mình tập thiền mới ban đầu thì nó hơi khó. Khó là cái thứ nhất là cái thể xác của mình nó chưa có quen để mà mình ngồi hay mình nằm, mình đi đứng nằm ngồi một cách lâu. Quả ví dụ như quý vị thấy rằng mình ngồi lâu chưa quen thì mình ngồi nó đau chân mỏi gối, nó đau lưng, ví dụ vậy. Nhưng mà rồi đó mai mốt mình ngồi quen thì mình sẽ cảm thấy dễ, cảm thấy nó dễ hơn chút. Cũng bằng ấy thời gian, ví dụ như mình ngồi 30 phút, 60 phút, ví dụ vậy, mà mình bằng ấy với thời gian mà mình không thấy tê. Trong khi mình chưa quen thì chế mới chừng 15 phút là chúng ta đã thấy tê, khó chịu rồi. Đó là cái quen của thể xác, của cái thân này, thân xác này. Cái điều đó mình phải có quen, quen mới vậy. Cho nên Phật dạy là khi mà mình đi vô trong kinh mà gọi là kinh Đại Kinh Niệm Xứ, thì Phật nói rằng thầy tỳ kheo á, khi đi đến một cái ngôi nhà trống hay đi đến gốc cây á, thì mặt hướng thẳng, nhắm mắt lại, rồi đặt niệm, tức là niệm thân trên thân, niệm thọ trên thọ, niệm tâm trên tâm, niệm pháp trên pháp. Có nghĩa là lưng mình phải thẳng, mà mình ngồi kiết già hay là bán già gì đó. Theo cái kinh, trong kinh nói là mình ngồi kiết già. Kiết già là một trong những cái cách còi, là hai cái chân chéo lên nhau. Bán già là cái chân phải gác lên chân trái, nó tương đối dễ hơn. Thì đó cũng là cái cách ngồi, nhưng mà phải là thẳng lưng. Bởi vì mình ngồi mà không thẳng lưng, cái thứ nhất là mình sẽ bị dị tật cái xương sống của mình. Cái thứ hai, nếu mà ngồi không thẳng lưng thì nó dễ sinh ra cái hôn trầm. Hôn trầm là cái mà buồn ngủ đó, cái mà nó mệt mỏi buồn ngủ giả dự đó. Cho nên là phải ngồi thẳng. Rồi cái tâm của mình phải tập cho mình gắn cái tâm của mình vào trong một cái đề mục. Mặc dù là mới ban đầu mình tập thì nó hơi khó, tâm mình nó phóng túng, nó phan duyên theo trần cảnh. Rồi mình cũng phải giữ tâm mình, giữ tâm mình. Ban đầu thì nó phóng nhiều, sau thì nó lại phóng ít, rồi lần lượt là nó mới giảm từ từ được. Thì có như vậy là cái tôi luyện của chính mình, cái quân tu của chính mình, quân tu quân tập cho chính mình. Như vậy thì mình quân tu quân tập để rồi đến một lúc nào đó cái tâm mình mới có được cái sự an tịnh. Mà quý vị thử coi, chúng tôi nghĩ rằng cái này là cái kinh nghiệm mà chúng tôi đã trải qua. Hồi trước chúng tôi đã có trải qua. Chúng tôi nghĩ rằng mình ngồi á, và mình ngồi á, quý vị biết rằng mình ngồi á, mà mình có cái tâm an tĩnh rồi đó, quý vị ngồi một tiếng đến tiếng rưỡi, hai tiếng là chuyện bình thường. Hồi lúc đó chúng tôi nghĩ là mình còn trẻ đó, ngồi, nhưng mà ngồi chỉ cần mong rằng mình sẽ có được cái sự an tịnh trong khoảng nửa tiếng thôi. Tuy như vậy, nửa tiếng đó, đó nó cũng có những cái lúc mà nó phóng, tâm mình nó phóng. Nhưng mà mình định tâm mà trong vòng khoảng nửa tiếng đó, thì chúng tôi nói thiệt chứ là cái tâm mình nó an lạc lắm, nó thơi thẳng. Cái điều này không phải miễn cưỡng, mà tự động là mình, cái tâm mình không có phóng đó, thì tự động cái tâm mình nó cảm thấy an lạc. An lạc. Thậm chí quý vị không ăn cơm, trưa mà đến giờ cơm không ăn, cũng không thấy đói luôn. Mà con người của mình nó sảng phái, nó an lạc vô cùng, tối ngủ cũng nhẹ nhàng, cũng an lạc vô cùng, do cái tâm mình có an tịnh. Mà mình tập như vậy, mình có được những cái trạng thái đó. Mà chúng tôi đọc ở trong sớ giải đó thì quý vị biết rằng có những cái gọi là sơ tướng, gọi là tịnh tướng đó, những cái mà ứng chứng đó, ứng chứng nó sẽ hiện ra. Thì đến lúc nào cái tâm mình nó an tịnh rồi đó thì chúng tôi, chính bản thân chúng tôi, hồi xưa chúng tôi được như vậy. Tức là khi mà mình nằm xuống như vậy thì tự động mình thấy khoát sáng lên. Mặc dù là khuya, ngày xưa thì sự thật quý vị đó là không có đèn điện đâu, chỉ đốt đèn cốc thôi. Đèn cốc, đèn dầu đó, lu lu ở trên bàn Phật, ở trong cốc của mình. Mình có cái bàn Phật nhỏ ở trong thôi. Nhưng mà khi mà mình vừa nằm xuống thì thấy nó phát sáng lên. Thì chúng tôi bây giờ đọc kinh ra thì mình mới hiểu đó là một trong những cái ấn tướng. Cái ấn tướng. Nhưng mà nó không có được lâu. Nó phát sáng lên một cái mà suốt một ngày đó mình cảm thấy an tịnh. Thì cái người mà trong kinh mô tả là cái người mà có thể đạt được cái cận định á, thì ở đây nó là tâm diễn ly, là đạt đến cái cận định.
cận định, tức là upachara samadhi đó, tức là nói đến cái định mà nó không có dẫn, định nó không có dẫn. Nó giống như là một cái đứa trẻ mà nó mới biết tập đi đó, mới biết đi chập chững đó, cha mẹ dìu dắt hai cái nách tay của nó rồi buông ra là nó té cái bịch xuống, rồi đứng đỡ nó dậy, nó ngồi dậy rồi nó bước vài bước nó té cái bịch xuống nữa, thì cái cận định là ý muốn nói tức là định không dẫn, upachara samadhi. Mà để có được cái trạng thái đó là cái tâm của mình phải tôi luyện rất là nhiều. Tâm mình nó diễn ly. Diễn ly ở đây là gì? Diễn ly cái sự ràng buộc đối với ngũ dục, sắc thân hương vị xúc. Tai mình nghe, mắt mình thấy, mũi mình ngửi, lưỡi mình nếm, thân mình xúc chạm. Rồi mình cứ buồn vui, nó cứ liên tục. Hoặc là có những lúc mình bình thản thì những cái trạng thái cảm thọ đó nó cũng là sự dao động của nội tâm. Trong khi mình có được sự an tịnh nội tâm thì mình không có sự dao động đó. Do vậy mình mới nói là có cái sự an lạc của thể, thể chất, thể xác, và an lạc của nội tâm. An lạc của nội tâm thì cái an lạc của nội tâm nó tốt lắm, nó tốt, nó bền vững. Nhưng mà rồi đó là cái cận định mà chúng tôi nói ở đây, tức là cái tâm diễn ly của mình nó mới có tập chẳng chởn đó thôi, nó chưa được diễn ly lâu dài. Và dĩ nhiên đó là một trong những cái trạng thái bước đầu của cái định, bước đầu của cái định, tức là cái định mà nó chưa được dẫn, gọi là cận định hay là upachara samadhi. Cái điều thứ hai mà chúng tôi muốn nói ở đây đó là cái diễn ly bằng cái sự đè nén, mà trong sớ giải gọi đó là cái sự đè nén. Đè nén là gì? Ở đây đó là mình, cái giai đoạn mà mình bước qua cái đắc định á, cái giai đoạn mình bước qua đắc định á, là mình phải trải qua cái giai đoạn của cận định, rồi mình mới đạt cái kiên cố định, Appanma Samadhi, tức là chỉ cho cái kiên cố định. Mà kiên cố định ở đây đó là, xin thưa quý vị là mình đắc thiền á, đắc thiền, mình thấy rằng á là thiền, mặc dù là nói trong thiền chỉ là tới 40 đề mục, 10 đề mục tỳ niệm, 10 đề mục bất tịnh, rồi 10 đề mục hoàn tịnh, 10 đề mục bất tịnh, 10 đề mục tỳ niệm, rồi là 4 phạm chú, 4 thiền vô sắc rồi đó, rồi niệm sự tịch tịnh của niết bàn, vân vân, là tất cả là 40 đề mục. Nói như vậy để cho quý vị thấy rằng khi mà mình đắc được định, tức là cái giai đoạn mà chúng ta nghe ở trong kinh mô tả đó, là một cái vị hành giả sau khi đắc mà đắc cận định rồi đó, thì cái trạng thái của nội tâm đi đến đạt đến cái kiên cố định. Lúc đó, đó là tâm của một vị hành giả ly được dục, ly được dục, tức là không có đắm nhiễm hay là thích thú ở trong cái sắc thinh hương vị xúc nữa. Vì vậy cho nên chúng ta nghe trong kinh mô tả rằng vị tỷ kheo ly ác bất thiện pháp, chứng và trú sơ thiền, một trạng thái hỷ lạc do ly dục sinh, có tầm có tướng. Dĩ nhiên cái tâm của vị đó, đó là phải ly dục, ly dục tức là không có đắm nhiễm trong trong cái giai đoạn đó, là vị đó không có đắm nhiễm trong sắc thinh hương vị xúc, không có đắm nhiễm, không có tích tú trong cái đó, thì vị đó mới có thể đạt được cái sơ định hay là sơ thiền, mình gọi là sơ thiền. Thì từ cái việc sơ thiền đó mới là lần lượt đến nhị thiền, đến tam thiền, đến tứ thiền đó, mà ly hỷ trú xả đó, chúng ta nói đến cái tứ thiền đó, gọi là ly hỷ trú trú xả. Ở đây đó là một cái vị hành giả sau khi đè nén các cái phiền não, mà điều này là gì? Điều này là do đắc định mang lại. Chúng ta nhớ trong cái sơ đồ của năm chi thiền và đối trị với lại năm cái triền cái, năm triền cái, thí dụ như là chi tầm á, thì đối trị với hôn trầm. Chi tầm là đối trị với hôn trầm, hôn trầm là triền cái đó. Chi tứ á, là đối trị với hoài nghi. Chi hỷ á, là đối trị với sân độc. Chi lạc là đối trị với trạo cử.
và chi định thì đối trị với tham dục. À, tham dục. Như vậy thì một cái vị mà đắc sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, ngũ thiền trong di diệu pháp đó, do di diệu pháp mà phân tích ra là tầm tứ riêng, à, cho nên là nó thành năm thiền. À, chứ trong kinh thì à, gọi gom chung đó là tầm tứ chung một một cái thiền, đó là sơ thiền. Vì vậy nó là tứ thiền. Như vậy thì ở đây đó nói khi mà tâm mà đạt được cái sự an tịnh sau khi các cái chi thiền sanh khởi lên thì trấn áp các cái triền cái đó, à, tham dục cái, sân độc cái, trạo hối cái, hoài nghi cái, hôn thủy cái. À, như vậy thì đó là hôn thủy là hôn trầm á, hôn trầm và thủy miên, à, hai cái chi đó tức là một cái trạng thái mệt mỏi, hạn chế nội tâm suy nghĩ, à, làm cho mình bị mê mờ, à, không có minh định được, à, không có thức tỉnh được, à, chính là sự hôn trầm, à, không có cái sự thức tỉnh được chính là sự hôn trầm. Và chính vì vậy đó cho nên khi mà mỗi chi thiền sanh khởi lên thì nó sẽ đối trị. Nếu mà đất sơ thiền thì tự động hôn trầm và hoài nghi được lắng dịu đi, thì ngay lúc đó không còn những cái chi đó, là bắt đầu nó bước lên. Giống như là mình phải bước lên để bỏ bực, trong kinh gọi là bước lên, gọi là mình bước lên rồi mình sẽ bỏ cái bước đó, bỏ cái bước đó. Giống như là mình bước lên cái nấc thang này, à, thì mình phải muốn bước cái nấc thang lên trên nữa thì mình phải bỏ cái nấc thang này. Thì giống như là cái tâm của mình, à, loại trừ được hôn trầm và hoài nghi thì cái chi tầm chi tứ nó sanh khởi lên để mà nó trấn áp cái đó, trấn áp cái triền cái đó. Và khi nó trấn áp rồi nó không cần sử dụng tới tầm tứ nữa, mà bây giờ nó chỉ còn hỷ lạc định gì đó, xả định gì đó, thì lúc bấy giờ nó còn những cái chi còn lại. Là khi mà lên một cái tầng thiền thứ hai nữa thì nó sẽ, thứ ba đi, là nó sẽ giảm bớt bớt cái triền cái đó và bớt đi những cái chi thiền đó, đến chỉ cùng còn là xả và định, gọi là ly hỷ trú xả, tức là trạng thái của tứ thiền đó. Thì bấy giờ đó là cái tâm của cái vị hành giả được cái sự an lạc rất là nhiều. Như vậy thì khi mà nói đến cái thứ ba ở đây là một trong những cái gọi là diễn ly, diễn ly bằng cái sự đè nén, đè nén ở đây đó là nó có nhiều, tức là đắc sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền. Đè nén ở đây là đè nén bằng các cái chi thiền, đè nén phiền não triền cái bằng các cái chi thiền. À, rồi cái điều nữa chúng tôi muốn nói ở đây, cái điều nữa đó là đối với các bậc thánh á, cái người mà tu tập thiền quán á, cái quan trọng là cái chỗ này. Trong kinh mô tả rằng có hai cái sự giải thoát đó, tức là tâm giải thoát và tuệ giải thoát đó, chê tô quý mô tí, tức là tâm giải thoát, và tuệ giải thoát, tức là pa nha quý mô tí, tức là tuệ giải thoát. Mà cái người mà đắc định á, đắc sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền đó, thì những cái người đó gọi là có được cái gọi là tâm giải thoát, tức là chê tô quý mưu tí, do tâm, do năng lực của thiền, các cái thiền chi sanh khởi để trấn áp đè nén các cái, vượt ra khỏi cái sự ràng buộc của những cái triền cái, tức là tham dục cái, sân độc cái, trạo hối cái, hoài nghi cái, hôn thủy cái đó, thì vị ấy vượt ra khỏi sự ràng buộc bằng với cái tâm định của mình, cho nên ở trong kinh gọi đó là tâm giải thoát. Còn cái vị mà tuệ giải thoát ở đây là nói đến một điều, đó là cái vị đó với cái đời sống tu tập của mình, ban đầu thì mình có cái chánh niệm tỉnh giác. Cái người tu tập thiền quán nó khác, ví dụ như mình tu tập thiền định, cái trọng tâm của thiền định hay thiền chỉ đó là mình trụ định tâm trên một đề mục. Nhưng mà cái thiền quán thì phải, cái trọng tâm của thiền quán đó là đời sống vị đó phải cần có cái trí tuệ, cái tuệ, cái chánh niệm, chánh niệm, chánh niệm thật nhiều. Chánh niệm đó là cái sự ghi nhận và biết rõ những cái sự diễn biến của thân và tâm mình trong mỗi lúc mình đi, đứng, nằm, ngồi của một cái vị hành giả, vị hành giả. Cho nên là mình phải theo dõi cái tâm của mình,
mà để mà mình theo dõi cái tâm của mình sát sao như vậy đó, thì rõ ràng là mình phải có chánh niệm tỉnh giác. Một cái vị hành giả không có chánh niệm tỉnh giác thì không thể nào mà mình theo dõi một cách sát sao được. Và nếu mà không theo dõi một cách sát sao thì tuệ làm sao sanh khởi được. Cái trí tuệ phân biệt danh sắc á, làm sao mà mình thấy được, mình biết được. Không có chánh niệm tỉnh giác thì không thể nào có cái tuệ gọi là tuệ minh sát, hay là tuệ phân biệt danh sắc ở trong đó. Cho nên ở đây đó là khi mà những cái giai đoạn kế tiếp mà chúng tôi muốn nói, tức là có những vị đó sau khi mà nhờ cái năng lực của cái thiền định đó mà vị ấy có cái tuệ quán. Tâm mình định thật nhiều thì cái tuệ của mình nó có thể dễ dàng để tôi luyện. Hai cái điều này nó hỗ trợ nhau. Định và tuệ nó sẽ là hỗ trợ cho nhau, chứ nó không phải là tách biệt. Như vậy thì tuệ có thể nói rằng đối với một bậc thánh á, để mà cái qua giai đoạn mà họ có cái yếm ố tức là phải biết giống như là cái sợ sanh tử luân hồi, cái thấy sự nguy hiểm của phiền não, thấy sợ của sanh tử luân hồi, sợ sanh tử luân hồi, sợ đây không phải sợ chết mà sợ sanh tử luân hồi, sợ cái sự sanh diệt của pháp hữu vi đó, mới sanh ra một cái trí gọi là yếm ố. Rồi từ đó đạo tuệ của một cái vị hành giả mới có thể sanh khởi lên. Mà ở đây muốn nói đến tức là ngay cả cái đạo tuệ tức là sơ đạo tuệ, tức là chỉ cho cái tuệ của sơ đạo của một bậc thánh quả đó, thánh sơ, sơ đạo, sơ quả đó. Thì ở đây đó cái trí tuệ đó, đó giống như trong kinh, trong Milanda Banha đó, thì khi mà vua Milanda hỏi ngài Na Tiên Tỳ Kheo đó, ngài Na Tiên á, như thế nào được tuệ, thì ngài có ví dụ rằng khi mà một người có chánh niệm và tỉnh giác đó thì nó giống như là cái sự gom tâm lại, giống như là cái tay trái chúng ta gom cái, ai ở đây cắt lúa đó, thì cái tay trái của mình, ai thuận tay trái thì cái tay trái của mình gom lúa lại. Thì mình có chánh niệm tỉnh giác thì mình mới gom, định tâm mình gom lại, thì cái tuệ nó sanh khởi lên là cái tay phải của mình nó sẽ cắt lìa cái bụi lúa. Thì cái tay phải mình mới cầm cái lưỡi hái mình cắt, thì nó mới là thật sự là mới sanh tuệ lên, cắt được cái phiền não đó chứ. Thì cái tay phải mình nó dương như tuệ. Ở đây đó thì ngài Na Tiên, ngài ví dụ giống như vậy, chứ nói ví dụ chứ không phải là có hình thức là nó cắt, giống như chúng ta nghĩ theo cái nghĩa đen. Mà khi mà tuệ nó sanh khởi lên, nó có cái khả năng để cắt trừ, cắt trừ tuệ nó mới có cắt trừ được, tuệ quán nó mới có cắt trừ. Đặc biệt là tuệ đạo, đạo tuệ đó, muốn nói đến đạo tuệ tức là tuệ, trí tuệ sanh trong tâm đạo của bậc thánh, bậc thánh mới cắt trừ được những cái phiền não. Và cuối cùng thì vị ấy mới là xuất ly được. Xuất ly tức là lìa khỏi những cái phiền não. Mà ở đây chúng ta nói đến cái sự đoạn trừ bằng sự chỉ tịnh, hay là xuất ly những cái sự khổ, xa lìa ngũ quẩn, mới không có tham chấp ở trong đó. Như vậy á, thì ở đây nói đến cái việc mà ngài Đức Phật ngài chỉ ở đây đó là không quan hỷ với nàng, không quan hỷ nàng đến, không sầu muộn nàng đi, giải thoát khỏi ái phượng. Tức là sau khi trí tuệ sanh khởi lên thì cắt trừ những cái phiền não, tức đặc biệt là tham ái, thoát khỏi ái phượng là sangamachi. Ta gọi người như vậy là vị bà la môn, tức là chỉ cho cái bậc thánh đó, bậc thánh. Thì chúng tôi cũng đã thấy hết giờ rồi, lố giờ rồi. Chúng tôi xin được dứt lời ở đây. Qua cái bài học này, chúng ta đọc lại trong cái bài kinh này, chúng ta cũng gẫm ngẫm lại cái đời sống của một vị thánh giả mà chúng ta đang học, tức là ngài Sangamachi ở đây. Rồi chúng ta giữ tâm của mình, ráng cố gắng tập cho cái đời sống tu tập của mình được tốt hơn. Đặc biệt là mình phải tập trước nhất là cái thân diễn ly. Thứ hai nữa là mình tập cho mình cái
tâm diễm ly. Và cái thứ ba nữa là mình tập thiền, tập cho cái đời sống của mình để trừ phiền não, dứt trừ phiền não, mình mới được giải thoát thôi. Bởi vì ái, vô minh, tham ái và chấp thủ, đó là căn nhân của sanh tử luân hồi. Khi nào chúng ta dứt được cái đó thì chúng ta mới thoát khỏi luân hồi. Thì trước khi dứt lời thì kính chúc chư tôn đức, kính chúc quý cô tu nữ, quý Phật tử luôn được sự an lạc trong chánh pháp. Nam mô Bụt Thầy Giá.